Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Su Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 các bạn ơi. Và trước khi bắt đầu video này thì mình xin giới thiệu với các bạn một người bạn mới, đó chính là anh Zombie Pigman. Và dường như thì anh này đã vượt cái cánh cổng địa ngục mình đặt ở bên kia đó các bạn. Và ra khỏi cái Nether và tới Overworld để gặp mình à. Hiện tại thì mình đã đưa ảnh vào nhà rồi. Lúc nãy mình gặp ảnh ở phía sau nhà mình nè các bạn. Đấy, mình gặp ảnh đứng ở ngay đây này à. Mình đã đẩy và cho ảnh vào trong nhà của mình để ở rồi. Tại vì khi mà Zombie Pigman xuống nước hình như sẽ mất máu hay sao các bạn ơi à. Thành ra mình sẽ đưa ảnh ở đây và cho ảnh ở nhờ nhà của mình nhá. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo một cái bàn phù phép các bạn ơi. Và ở đây thì mình có 10 viên kim cương à, mình sẽ sử dụng 10 viên kim cương này và 4 cái cục hắc diệm thạch này à, và ít sắt nữa các bạn ơi, cần sắt nữa à, mình sẽ chế tạo sắt đi à, sắt thì cần mía, mía mình cũng có pha một ít ở đây nè các bạn à, giờ mình sẽ chế tạo một quyển sắt nha. Rồi giờ sẽ đặt vào bàn chế tạo. Đây mình có giấy, từ giấy chúng ta mới đổi ra được cái quyển sắt như vậy. À, chúng ta đã có công thức quyển sách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế tạo một cái bàn phù phép nha. Và nó cũng vừa mở cái công thức gì ấy các bạn ơi à, giống như là một cái, đây đây, bục để sách. Wow, cái này sắp tới để mình thử chế tạo nha. Còn bây giờ thì mình sẽ chế tạo trước cái bàn phù phép đi à, rồi à, và mình còn thiếu rất là nhiều sách luôn các bạn ơi à, hiện tại thì mình chỉ có thể chế tạo được 15 quyển sách nữa thôi. À, giờ mình sẽ lấy hết cái số mía này và vào trong để chế tạo sách nha. Ở đây thì mình sẽ được thêm 15 quyển nữa. 15 quyển thì chúng ta sẽ có được 5 kệ sách nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm luôn 5 cái kệ sách nha. Mình sẽ sử dụng cái gỗ sồi sẩm đi để cho nó tiết kiệm á các bạn. Rồi như vậy à, được 2 cái kệ rồi nè. Hình như cần 15 kệ để được 30 level các bạn ơi. À, giờ mình sẽ làm thêm đi, làm thêm cho đủ 5 kệ luôn nha. Đây mình sẽ đổi hết ra luôn như vậy và đặt vầy à, chúng ta đã có được 5 cái kệ sách rồi. Tạm thời thì mình sẽ chưa đặt đâu, mình sẽ cất ở đây đi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ xây một cái nhà kho, ở trong đó mình sẽ có thể chứa được nhiều đồ hơn, cũng như là đặt cái bàn phù phép ở bên trong luôn ấy các bạn. Giấy thì mình sẽ để ngoài cái rương này đi đó. Và kim cương mình sẽ cắt lại các bạn, không thôi đi một hồi lại vứt vứt nhầm nữa thì toi mắt. À, giờ mình sẽ sử dụng ít cái gỗ sồi sẩm này cũng như là gỗ sồi các bạn, và số đá mình đào được trong buổi truyền hình trực tiếp ấy, để chúng ta có thể xây được cái nhà kho đó nha. Bây giờ mình sẽ xem coi xây cái nhà kho ở đâu là thích hợp nha các bạn. Tại vì mình thấy ở chỗ này này còn khá là trống, mình có thể tận dụng chỗ này để làm một cái nhà kho cũng được ấy các bạn ơi. Để mình xem coi. Cũng được đấy các bạn. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu xây cái nhà kho ở đây luôn nha. À, bây giờ mình sẽ làm phần trụ trước. À, phần trụ thì mình sẽ dùng cái gỗ sồi đi. Tại vì mình thấy gỗ sồi làm trụ sẽ thích hợp hơn cái gỗ sồi sẩm ấy các bạn ơi. Và cách ra 3 ô nha các bạn. Và đặt tiếp một trụ. Và ở chính giữa này thì mình sẽ cách ra 5 ô. 1, 2, 3, 4, 5 và một trụ tiếp. Và ở đây thì đối xứng bên kia là 3 ô nha. À, như vậy thì chúng ta sẽ có phần trụ như vậy. Và về chiều rộng ấy thì mình sẽ cắt ra khoảng 5 ô đi. 1, 2, 3, 4, 5 à, một cái trụ ở đây. Và ở đây một cái trụ. Được không ta? 1, 2, 3, 4, 5 và cắt ra 3 ô tiếp ở đây. Xong, như vậy chúng ta đã có được phần trụ rồi. Bây giờ để mình xem coi nó có kiểu như có đủ rộng để chúng ta làm nhà kho không nha các bạn ơi. Tại vì nhà kho thì mình muốn cho nó rộng rộng một xíu ấy. Nếu như vậy thì nó hơi cản cái đường đi nha. Ui nhưng mà các bạn ơi, ở phía trước là bọn cướp dân làng kìa. Ui lần này có tên cầm đầu kìa các bạn. Hôm bữa mình có đánh đàn em bọn chúng ở bên kia ấy. Lần này chúng đã tới để cũng như là trả thù cho đàn em hay sao ấy. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ mình sẽ tập trung vào việc xây cái nhà kho trước đi các bạn ơi. Nhà kho mình nghĩ nên ra mặt trước ấy, thêm một ô đi các bạn, để cho nó kiểu như nó rộng hơn một xíu ấy. Rồi giờ mình sẽ đặt ra mỗi phía về thêm một ô nha. Ở đây, đây và ở bên đây. Rồi như vậy chúng ta có được phần trụ rồi. Bây giờ mình sẽ vào nhà đi ngủ đi. Hồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha các bạn. Ok các bạn, mình đã kéo phần trụ lên thêm 4 ô nè. Đây cái trụ này sẽ cao 4 ô nha các bạn. Và bắt đầu nối ngang ấy. Rồi nối ngang trước đi các bạn ơi. Sau đó mình sẽ ốp cái phần phía dưới đây là bằng gạch đó các bạn, để cho nó kiểu như nó kiên cố. Rồi mình sẽ ốp hết bằng gạch luôn nha. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái hàng rào bằng sắt ấy các bạn ơi. Và ở đây mình sẽ ốp lại luôn. Và sử dụng mấy cái cầu thang ấy. Giờ mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống và grab một ít cái cầu thang bằng đá các bạn ơi. Đây mình sẽ grab một ít cái cầu thang bằng đá cũng như là mấy cái slab ấy.
Rồi, ở đây một ít cái slab nè. Và mình sẽ đặt như vậy, như vậy. Như vậy thì phần trụ chắc mình sẽ lên thêm một ô nữa đi các bạn ơi, để chúng ta làm cái cổng vào ấy cho nó rộng rộng một xíu. Ở đây mình sẽ đập ra một thêm một ô này. Rồi, và để mình coi coi ở phía trên chắc mình sẽ ốp slab ngang đi. Đó, như vậy thì nó sẽ ok hơn các bạn ơi. Mình thấy cũng khá ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ ốp thêm cái phần ở phía trên ấy là lên thêm 5 ô nha, chứ không phải 4 ô nữa các bạn. Phần trụ sẽ là 5 ô như vậy. Đó, tương tự ở mấy cái trụ còn lại luôn nha các bạn. Ok các bạn, mình đã ốp cái trụ lại cũng như là ốp xong phần tường rồi. Đây chính là cổng vào, mình sẽ không dùng cửa nha các bạn. Ở đây mình chỉ đặt mấy cái cổng thôi để chúng ta có thể ra vào dễ dàng hơn các bạn ơi. Và ở đây chính là những chỗ để chúng ta có thể đặt mấy cái rương ấy. Rồi, giờ mình sẽ ốp nốt ở đây luôn đi. Ở trong thì sẽ rất là rộng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần mái đi. Phần mái thì mình sẽ dùng cái gỗ sồi sọc ấy các bạn, mình làm phần viền thôi. Và phần mái chính thì mình sẽ dùng cái gỗ sồi ấy để nhìn cho nó ok hơn các bạn ơi. Tạm thời mình sẽ đổi ra một ít cái cầu thang trước cái đã. Đây, một ít cái cầu thang cũng như là một ít cầu thang bằng cái gỗ sồi sẩm luôn các bạn. Ở đây chắc mình sẽ chế tạo thêm ít cái cầu thang bằng gỗ sồi sẩm cái đã. Rồi, chúng ta đã có một ít cái cầu thang bằng gỗ sồi sẩm để viền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viền nha. Rồi, mình sẽ trèo lên một ít đi. Và mình sẽ viền như vậy. Mà mình sẽ xen kẽ vừa cái cầu thang cũng như là slab luôn các bạn ơi, để cho phần mái kiểu như nó không có nhọn quá ấy. Đó, ở đây và ốp ngược lại như vậy. Xong. Cái này đặt sai này, thì mình sẽ sửa lại một xíu ở đây. Phải ốp ngược lại như vậy. Sau đó mình sẽ đặt slab nha. Slab thì mình sẽ đi xuống dưới và lấy cái bàn chế tạo cái đã. Đây mình sẽ đem cái bàn chế tạo lên trên luôn. Đó, có được bàn chế tạo rồi. Giờ đi lên và grab ít cái slab thôi. Đây mình sẽ đổi ra slab nha. Như vậy. Đó. Giờ mình sẽ đặt lên. Đấy, như vậy thằng máy chúng ta sẽ không quá nhọn đấy các bạn ơi. Rồi, để xem coi. Đó, phần máy nó sẽ như vậy nha các bạn. Và ở đây thì mình sẽ nối dài ra phía bên đây luôn. Và ở đây thì mình sẽ bắt đầu kiểu như là làm cho nó đi lên một xíu ấy các bạn ơi. Đấy, phần máy nó sẽ đi lên như vậy này. Để mình xem nào. Cái này là 5 ô. Ok, như vậy chúng ta sẽ viền như vậy nè các bạn ơi. Để cho nó giống với phần bên kia luôn ấy. Đó, nó sẽ như vậy. Và sử dụng slab để nối ra phía trước. Đấy, thế là xong rồi. Đó, như vậy chúng ta sẽ làm phần máy kiểu như cho nó đối xứng giữa hai bên luôn á các bạn ơi. Rồi, công việc tiếp theo mình sẽ bắt đầu viền hết cái phần máy cũng như là ốp mấy cái cầu thang gỗ sồi vào phía trong luôn nha. Ok các bạn ơi, mình đã ốp xong phần mái rồi, mình cũng đã xây thêm ít ở phía trên đấy các bạn ơi, để cho cái nhà kho kiểu như được nổi bật hơn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ốp nốt cái phần tường ở đây. Mình đã đổi cái đá cuội ấy thành cái gạch đá rồi các bạn ơi, để nhìn cho nó đỡ thô hơn ấy. Tại vì mình thấy đá cuội nó hơi thô các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ đập hết chỗ này và vào trong ấy để lấy một ít cái đá mình đã nấu sẵn rồi để chế tạo thành mấy cái cục gạch đá nha các bạn. Và mình cũng đã đào cái phần sàn ra rồi. Mình sẽ dùng phần sàn xen kẽ cái gỗ sồi sẩm ấy cũng như là cái đá cuội nha. Phần sàn đó mình thấy cũng khá là ổn rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy một ít cái đá cuội này. Gỗ sồi sẩm thì mình cũng đã có một ít rồi. Bây giờ mình sẽ grab thêm một ít cái cục gạch đá như vậy và ra ngoài ốp thôi các bạn ơi. Như vậy thì cái nhà kho chúng ta đã đại khái hoàn thành rồi. Công việc tiếp theo của mình ấy chỉ cần đặt mấy cái rương vào thì có thể đưa cái nhà kho vào hoạt động rồi đó các bạn ơi. Ở đây còn thiếu 4 cục này, nhưng mà không sao đâu, tí mình sẽ đặt vào sau các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái phần sàn trước nha. Phần sàn thì mình sẽ xen kẽ như vậy nè các bạn ơi. Đó, nó sẽ như vậy, vậy và như vậy. Đó. Chúng ta sẽ đặt trước mấy cái cục gạch đá đi. À không, cục đá cuội đi. Rồi sau đó chúng ta mới đặt vào mấy cái cục gỗ sồi sẩm ấy. Ở đây thì mình cũng có một ít cái gỗ sồi sẩm rồi. Và sắp tới chắc mình sẽ làm một cái chỗ chặt cây riêng các bạn ơi. Tại vì mình trồng ở đây thì hơi khó chặt một xíu ấy. Phải có một cái khu chặt cây riêng các bạn ơi, thì nó sẽ tiện lợi cho mình hơn rất là nhiều luôn. Rồi, mình sẽ đặt ở đây và đây. Xong như vậy thì chúng ta chỉ cần ốp mấy cái gỗ sồi sẩm vào là ok rồi. Đó, vần sàn thì nhìn cũng khá là ổn á các bạn.
Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chế tạo thật là nhiều rương luôn nha. Tại vì nhà kho mà các bạn ơi, phải cần có nhiều rương để chúng ta có thể chứa được nhiều cái vật phẩm hơn ngay. Chứ ít rương thì không được đâu. Mình sẽ vừa xen kẽ mấy cái rương của Minecraft cũng như là mấy cái thùng gỗ vừa mới thêm vào ở phiên bản 1.14 nha. Giờ mình sẽ craft trước một ít cái đi. Ở đây mình có 24 cái. À không, mình còn thêm ít này. Mình sẽ craft mình được 7 cái rương rồi. Ở đây mình sẽ trồng lên như vậy nè các bạn ơi. Tạm thời mình trồng lên trước đi. Đấy, ở đây là được 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng. Chúng ta được 5 cái hàng rương gì luôn nè các bạn ơi. Sẽ chứa được rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình sẽ chặt thêm ít cây đi để chúng ta có thể có được thêm gỗ ấy và chế tạo thật là nhiều rương nha các bạn. Rồi, ok các bạn ơi, mình đã có thêm một ít cái rương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hết vào đây luôn nha. Ở đây mình sẽ đặt vào đây, đây, đây. Cái này thì đặt ngược lại các bạn ơi. Gì thì hơi khó rồi. Vậy là chúng ta phải đặt theo kiểu như là theo một hướng á các bạn ơi, để chúng ta có thể dễ dàng đặt mấy cái rương hơn ấy, chứ đặt khác hướng thì hơi khó ấy. Rồi giờ mình sẽ đặt ở đây và ở đây đây à, phải chẻ vào cái rương nha các bạn ơi, nếu không thì nó sẽ thành hai cái rương khác nhau ấy đó, để như vậy thì mới đúng này. Cái này thì phải ra ngoài để đặt vào mới được. Đặt như vậy à, vậy là xong rồi. Ở đây chúng ta sẽ có ba hàng rương phải phía dưới ấy, mình sẽ làm một cái hàng rương bằng cái thùng ấy các bạn ơi, tại vì phiên bản mới này có thêm cái thùng ấy cũng khá là hay đó, cho nên mình muốn đặt nó vào ở phía trong cái kho của mình luôn ấy. Rồi giờ mình sẽ đặt tiếp ở phía dưới này, ở đây và ở trên đây đó, như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều rương luôn, tha hồ mà chứa đó các bạn. Và ở bên kia ấy, thì mình sẽ đặt cái bàn phù phép đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ bắt đầu thắp sáng ở phía dưới bằng cách đặt những cái đèn bằng bí ngô ấy, tại vì mình có một ít bí ngô ở đây này. Giờ mình sẽ cắt mặt bí ngô ra luôn nha. Đây mình có 11 cái bí ngô này. Rồi mình sẽ dùng cây kéo ấy để cắt mặt bí ngô ra và làm một cái đèn bí ngô nha. Cây kéo ở đây đó, một cây kéo, và bắt đầu đặt ra và cắt mặt thôi. Đây mình sẽ đặt ra như vậy, đặt hết ra luôn nha các bạn, tại vì ở đó là cần tới 10 cái đèn lận các bạn ơi. Đó, ở đây mình có 11 cho nên mình cũng cắt hết luôn đi. Đó, cắt hết ra rồi dùng cây rìu đập ra thôi. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể làm được cái đèn bí ngô nè các bạn. Đó, mình có rất là nhiều đuốc luôn cho nên làm đèn bí ngô rất là dễ luôn các bạn ơi. Rồi giờ chúng ta chỉ việc là ốp vào phía trong thôi. Đó, được 11 cái đèn luôn. Rồi ốp vào. Tại vì ở phía dưới này các bạn mình thấy khá là tối này. Đó, và mình muốn đặt thêm cái thùng gỗ ấy cho nên phải cần có cái đèn bí ngô các bạn ơi. Và ở đây thì mình sẽ chế tạo thêm mấy cái thùng gỗ nữa. Thùng gỗ thì cần những cái xì láp các bạn. Và như ở đây thiếu gỗ thì phải. À, như vậy thì nó mới mở công thức này. Mình được hai cái rồi. Giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái thùng nữa bằng cách chế tạo thêm ván gỗ này. Và búp. Yeah, được 5 cái rồi. Giờ đặt vào thôi các bạn ơi. Đặt như đặt như vậy nè các bạn, để cho kiểu như có cái chỗ để mở này. Nó sẽ hay hơn nha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có một chỗ để đựng đồ rất là nhiều luôn. Tha hồ mà chứa đồ đó các bạn ơi. Rất là rộng rãi luôn. Chỉ có điều ở dưới thì cái thùng gỗ ấy các bạn chứa không được nhiều cho lắm ấy, nhưng mà cũng không sao đâu, mà chỉ dùng cái này để trang trí thôi. Và phía trên nếu được ấy thì mình sẽ đặt thêm nha. Còn bây giờ mình sẽ tập trung vào cái bàn phù phép bên đây trước cái đã. Giờ mình sẽ vào trong cắt bớt đồ đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau đặt cái bàn phù phép xuống nha. Ok, bây giờ mình sẽ mang cái bàn phù phép này cũng như là 5 cây sắt qua bên cái nhà kho nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đặt vào. Hiện tại thì mình chỉ có 5 cái kệ thôi. Bây giờ mình sẽ cố gắng farm thêm ít cái da bò ấy, tại vì nãy giờ mình cũng có nhân giống mấy bé bò lên rồi các bạn ơi. Để chúng ta có thể đủ 15 cái kệ và full cái level enchant của cái bàn phù phép ấy. Rồi, giờ mình sẽ đặt kệ sắt tạm thời thì đặt đặt như vậy đi. Đó, chúng ta để coi coi cái cấp nó như thế nào nha. Được 2 dòng hiệu sức và 1 dòng trọng hỏng nữa các bạn. Mình thấy cái dòng chậm hỏng này chưa ok lắm các bạn ơi. Vì vậy mình cần phải nâng cấp cái bàn phù phép lên đây. Giờ mình sẽ farm thêm ít cái da bò nha. Chắc mình sẽ đi xung quanh đi để mình lấy da bò của mấy bé bò ở ngoài các bạn ơi. Còn ở đây thì mình sẽ farm từ từ sau đi. Ở tại giới xung quanh đây cũng có khá là nhiều bò nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình farm đủ số da bò nha. Ok cảm ơn, mình đã lấy thêm được một ít da bò rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo một mấy cái kệ sắt nha, để chúng ta có thể mắc cái level enchant của cái bàn phù phép của mình nha. Giờ mình sẽ lấy giấy ở bên đây và qua bên đó và chế tạo thật là nhiều sách và grab mấy cái kệ sắt nha. Rồi, bàn chế tạo và quyển sách đâu ta? Đây đây đây, quyển sách đây.
Chúng ta được 33 quyển và gỗ. Gỗ mình để ở phía trong hết rồi. Giờ mình sẽ vào trong để lấy một ít gỗ nha. Tại vì chế tạo mấy cái kệ sách thì tốn rất là nhiều gỗ luôn các bạn ơi. Ở đây mình có một ít gỗ này. Rồi mình sẽ bỏ hết vô đây và đặt như vậy. Xong được 10 kệ luôn. Vừa đủ các bạn ơi. Mình còn dư 3 cuốn sách này. Một tí mình sẽ thử coi enchant 3 cuốn sách này coi được cái dòng gì nha các bạn. Hy vọng là được cái dòng gia tài đi. Tại vì mình muốn có dòng gia tài càng sớm càng tốt các bạn ơi. Giờ mình sẽ đặt cái kệ sách vô như vậy. Như vậy thì nó sẽ full cái level luôn á các bạn. Giờ mình sẽ thử bỏ vào nha. Cúp của chúng ta đã có thể phù phép ở cái 30 level này. Và được lên tới hiệu suất 3 là các bạn ơi. Nhưng mà hiệu suất 3 thì chưa có tốt cho lắm ấy. Nên mình muốn sẽ reset cái dòng này đi. Để coi bảo vệ sắc bén và bảo vệ khói lửa. Không tốt cho lắm nhỉ. Cái này cũng là hiệu suất và cây kiếm như thế nào nha. Cây kiếm là sắc bén các bạn ơi. Chắc mình sẽ reset rồi các bạn ơi. Và mình có được các bạn hướng dẫn là dùng cây cúp gỗ này để reset thì nó sẽ đỡ tốn hơn ngay. Bây giờ mình sẽ về nhà và lấy một ít cái luli để chúng ta reset cái level enchant đó nha. Hy vọng cái enchant sau ấy chúng ta sẽ được cái dòng gia tài nha các bạn. Ở đây mình có rất là nhiều luli này, mình sẽ đem hết qua bển để chúng ta có thể enchant nha. Và mình cần chế tạo thêm một cái rương nữa để chúng ta có thể chứa mấy cái sách enchant này. Rồi những cái luli mà chúng ta dùng để enchant đây. Mình sẽ đặt cái rương như vậy và cho luli vào đây đi. Chừa một ít để enchant thôi. Rồi đặt vào và cuốn sách. Không dùng cái cúp chứ. Sẽ ném nhầm rồi các bạn ơi. Mình sẽ bỏ một cấp đi. Chúng ta đã được cái thành tựu là người phù phép rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ coi cái cúp được cái dòng gì nha. Hiệu suất 4. Hiệu suất 4 rất là ổn luôn đó các bạn ơi. Còn cây kiếm thì sao? Sắc bén 4. Chắc mình sẽ lấy một ít kim cương ấy để chế tạo một cây cúp kim cương mới nha. Để chúng ta có thể có cái dòng hiệu suất 4 đó các bạn. Tại vì hiệu suất 4 là hầu như là cao nhất khi mà chúng ta enchant ấy. Khá là ok đấy. Giờ mình sẽ quăng bển rồi grab một cây cúp mới luôn. Cũng như là nếu cái này mà có cái dòng gia tài ấy, thì mình sẽ không grab cây cúp mới. Còn nếu chưa có ấy, thì mình sẽ thử grab thêm một cây nữa các bạn. Mình sẽ làm như vậy và boom, một cây cúp kim cương mới. Rồi enchant luôn. Không ngờ thì chúng ta đã có được cái dòng hiệu suất 4 luôn các bạn ơi. Ok, giờ boom, gia tài. Nó có đúng cái dòng hiệu suất rồi các bạn ơi. Cái này là hiệu suất 3. Tiếc nha. Tưởng đâu nó ra cái dòng mà gì ta, gia tài. Ai dè nó chỉ có đúng cái dòng hiệu suất hả các bạn ơi. Là mình ok đi, lỡ em chăng rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ ấy, nó có một cái block mới rất là hay luôn á các bạn ơi. Đó chính là cái cục đá mài ấy. Chúng ta có thể gỡ cái dòng phù phép ra. Nhưng mà bây giờ mình cần chế tạo một ít cái cục đá nhẵn trước cái đã. Thì cái cục đá mài đó cần cái đá nhẵn các bạn ơi. Và một ít sắt ấy. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu rồi chế tạo một cái cục đá mài nha. Ok các bạn, mình đã có đủ nguyên liệu để chế tạo cái cục đá mài rồi. Đây chính là công thức của cục đá mài nha. Rồi, khi có cục đá mài thì chúng ta có thể kiểu như là gỡ mấy cái dòng phù phép ra các bạn ơi. Ở đây mình có cái cúp hiệu suất 4 đúng không? Nếu mình không thích cái hiệu suất 4 này, mình có thể gỡ nó ra và nhận lại kinh nghiệm mấy các bạn. Hiện tại mình đang 29 level này. Rồi, đó, chúng ta có thêm một ít level này. Và mình sẽ gỡ kinh nghiệm của cây cúp gỗ luôn. Bây giờ mình sẽ thử coi phù phép lại nó được cái dòng gì nha. Hiệu suất 3, còn cây cúp này thì sao? Cũng vậy luôn, giờ mình sẽ reset level tiếp nha các bạn. Để coi cái dòng tiếp theo là gì. Yeah, gia tài 3 các bạn ơi. Chúng ta đã có gia tài 3 rồi, mình sẽ không có reset nữa. Bây giờ mình sẽ lấy một ít kinh nghiệm từ cây cúp gỗ này. Và cứ như là cày thêm một ít kinh nghiệm ấy. Để chúng ta có đủ 30 level Grand Chan cây cúp gia tài 3 nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đủ 30 level nha. Ok, cảm ơn. Trong lúc mình đang AFK thì mình phát hiện có một anh dân làng lang thang ở đây này. Anh ta đổi cái này là đổi emerald lấy mía. Anh mà có cái băng nén này các bạn, băng nén này cũng khá là khó tìm này. Cũng khá là được đấy. Mà thôi kệ đi, tạm thời thì mình để ảnh ở đây đi các bạn ơi. Giờ mình sẽ vào trong ấy để tiếp tục AFK để cho đủ 30 level rồi chúng ta cùng enchant nha. Anh ta dưỡng thuốc tàng hình đó các bạn. Ảnh uống thuốc tàng hình mất tiêu rồi. Trời tối thui rồi kìa, anh không vô nhà đi. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ tiếp tục áp cá ở đây nha. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình cũng được áp cá được một lúc rồi. Bây giờ mình sẽ xem nào. Mình được một cây cần câu chạm hỏng.
Một cái lá súng, một cái khúc xương, một cái gậy và một sợi chỉ. Ok, mình đã được 5 sợi chỉ rồi, sắp tới mình sẽ chế tạo thêm một cây cần câu nữa để enchant nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên bển rồi enchant cái cấp của mình, cũng như là xem coi lần này ấy thì ngoài gia tài ấy thì chúng ta sẽ có thêm cái dòng gì nha các bạn. Mà cây cấp thì mình để trong nhà rồi. Nãy giờ AFK mình sợ có chuyện gì xảy ra ấy thì mình sẽ mất cây cấp ấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy cái cấp quan bển rồi chúng ta cùng nhau enchant lại nha. Hy vọng với lần này mình sẽ có thêm chầm hỏng thì càng tốt, tại vì mình thích cái dòng chầm hỏng hơn các bạn ơi, nó sẽ giúp mình xài cái cấp được lâu hơn ấy. Rồi bỏ vào và một cục luli, luli thì ở đây ba cục mới đủ. Rồi 1 2 3 boom, hai lần enchant thì chỉ được có một dòng phù phép thôi các bạn ơi. Lần nào cũng vậy, chỉ có duy nhất một dòng phù phép nè. Không sao đâu, ít nhất cũng có gia tài các bạn. Sắp tới mình sẽ enchant thêm mấy cuốn sách chậm hỏng cũng như là hiệu sức ấy để ép vào thôi. Với cái cấp này thì mình có thể đào được rất là nhiều kim cương luôn. Và trong thời gian livestream ấy thì mình có đào được hình như là ba cái chỗ có kim cương ấy các bạn. Và cũng có được một mớ kim cương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống cái hầm mỏ ấy và khai thác hết cái số kim cương đó nha. Và đây chính là cái hầm mỏ mình đào trong buổi livestream này các bạn. Tuy nó không có quá là dài các bạn ơi, nhưng mà nó cũng đã giúp mình tìm được ba chỗ kim cương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới chỗ đó thôi nha, nó cũng gần thôi các bạn. Lần nào mình xuống hang ấy thì lại có cái âm thanh rất là lạ luôn các bạn ơi. Ở phía hang này mình thường xuyên nghe được cái âm thanh luôn ấy, hay là tại cái seed của mình nhờ. Mình không biết là tại cái seed hay là tại cái phiên bản này nữa. Nhưng mà trước tiên ấy, mình sẽ đào hết số kim cương này để coi được bao nhiêu viên nha. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cái quặng. Ok, 6 quặng nha. Giờ mình sẽ đào một cục ra. Ui, gia tài 3 mà. Ui. Rồi, mình lỡ dùng cấp thượng đào rồi. Ok, giờ mình sẽ cẩn thận hơn nha. Rồi, đào ra. Mình sẽ giấu đi các bạn ơi. Một xíu coi được tổng cộng là bao nhiêu viên nha. Cái này là 6 quặng đúng không? 6 quặng mình được 13 viên. Yeah, được 13 viên luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục đào ở bên đây. Nó cũng gần thôi các bạn ơi, ở đằng kia kìa. Đi một xíu là tới rồi. Cái chỗ kim cương, hai chỗ kim cương đằng này ấy, thì nó cũng khá là gần nhau á các bạn. Rồi, các bạn thấy gì xanh xanh ở phía trước chưa? Đấy, đó chính là cái chỗ kim cương thứ hai đó các bạn ơi. Chỗ này hình như là được 9 viên hay sao ấy. 9 đúng rồi, hình như là 9 viên hay sao các bạn ơi. 1 2 3. Cái này chỗ này có 4 thôi nhưng mà không sao đâu. Ở đằng kia mới 9 đó các bạn. Rồi đào ra. 1 2 3 và 4. Mình được 9 viên, được thêm 9 viên nữa các bạn ơi. Wow, đúng là gia tài 3 các bạn ơi. Đào một xíu mà đã được 20 mấy viên kim cương rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đào cái chỗ này là tới 9 quặng luôn nha các bạn. Đây là một cái chỗ có kim cương rất là nhiều luôn, 9 quặng luôn này. Giờ mình sẽ đào ra thử coi được bao nhiêu viên nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Ok, các bạn thử comment coi lần này mình được tổng cộng là bao nhiêu viên kim cương nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết kết quả, đó chính là 1, 2, boom, 41 viên kim cương. Yay. Với số kim cương này thì mình có thể chế tạo được nguyên một giáp kim cương rồi các bạn ơi. Và mình sẽ trở nên khỏe hơn và không sợ bọn Reaper cũng như là Zombie nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại mặt đất nha. Lần này đào rất là nhiều kim cương luôn các bạn ơi. May mà có gia tài 3 ấy. Rồi, giờ lên trên mặt đất thôi. Ok các bạn ơi, mình đã trở lại mặt đất rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về nhà nha. Trên đường về thì hơi khó khăn một xíu các bạn ơi, tại vì đây rất là nhiều cây luôn này. Và cây gỗ sồi thì nó có khá là nhiều lá ấy, cho nên việc trở về hơi khó khăn một xíu. Rồi, giờ về nhà thôi. Ui. Ui 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 no 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 no. Ui a a. Ui, trên đường về mình bị bọn cướp dân làng chặn đường các bạn ơi. Chạy chạy chạy. Bây giờ mình chưa có giáp kim cương, mình sợ bọn chúng đánh mình sẽ đánh không lại các bạn. Bọn chúng chặn đường mình. Chắc là bọn chúng trả thù cho tên đàn em của bọn chúng ở những tập trước ấy. Lần này có rất là đông luôn kìa các bạn ơi. Có khi nào bọn chúng đánh cái anh dân làng của mình. Đừng nha. Lần này đông thế. Không biết anh dân làng này có sao không nữa. Bọn chúng dí tới mình luôn kìa. Anh dân làng có ổn không đây? Mình phải bảo vệ anh dân làng. Mình phải bảo vệ anh dân làng. No, chạy 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 anh ơi, chạy anh ơi, chạy anh ơi, chạy anh ơi. Không được. Mày liều luôn, làm liều luôn. Trời ơi. Mình. Đừng.
Ui da, ui mình phải cầm cái khiên lên. Rồi rồi rồi, rồi. Ăn vô một cái. Đừng đừng anh ơi, cố lên cố lên cố lên. Rồi giờ mình sẽ, ui mình mắc kẹt ở đây rồi. Ui cố lên cố lên. Ui mình không cứu được anh dân làng rồi. Ui đã vậy mình còn mắc kẹt nữa. Đừng đừng, à ấy da, ui ui ui. Rồi anh dân làng của mình. Ui anh dân làng của mình bị tên cướp dân làng bắn chết queo rồi các bạn ơi. Ui da, ui đây vậy, ui bắn một mũi tên vô mông luôn kìa. Ui à, bọn cướp dân làng này ta sẽ quay lại và trả thù bọn ngươi. Và ok, cảm ơn tất cả bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau mình sẽ đại chiến với bọn cướp dân làng cũng như là trả thù cho anh dân làng lang thang nha các bạn. Và ok, hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.